chào các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe dồi dào nha, tràn đầy niềm vui nha. Rồi ok các bạn ơi, thì bữa nay mình có một cái mâm này là cái mâm ruột non với lại dồi trường. Hai là mình đã nấu cháo mình ăn, nấu cháo lòng ăn mà bây giờ là còn dư lại quá nhiều. Nó một mâm như thế này còn dư lại. Thì bây giờ là sẵn đây á, thì mình sẽ làm một cái món ruột non với lại dồi trường phá lấu ha, để ăn với bánh mì. Ok, rồi sẵn giờ mình chia sẻ với các bạn luôn ha. Đó, đây này là mình đã nấu cháo lòng mình ăn, nhưng mà nhiều quá mình ăn không có hết. Sẵn ra mình làm cái món này phá lấu luôn, ăn với bánh mì ha. Rồi ha, nó cái này là đã sạch sẽ hết trơn rồi nha các bạn, sạch sẽ hết trơn rồi. Đó, thì mình làm tới đâu mình chia sẻ với các bạn tới đó nha. Đó, đây là dồi trường. Đó, ruột non ha. Rồi ok, chuẩn bị bắt tay vào việc. Thì bây giờ đây là cái cách mà để ướp cái lòng phá lấu ha, nó ruột non với lại dồi trường phá lấu. Đây là tỏi ha, còn đây là dầu hào. Rồi ha. Rồi giờ các bạn cho mình xin một ít bột nêm. Đó. Rồi ok, cái này đây là bột nêm súp gà đó các bạn. Rồi. Rồi ok, bây giờ các bạn cho mình xin một chút xíu rượu mai quế lộ. Đó. Đây là các bạn, cái bài ướp này, cái ướp phá lấu này là các bạn sử dụng là coi như là ướp vô là coi như là tê tái nha các bạn. Rồi các bạn cho mình xin một chút xíu nước tương. Rồi, không thể thiếu muỗng gì hơn. Rồi ha, các bạn trộn đều lên. Trong khi đó các bạn cho mình xin một ít đường. Rồi, các bạn cho mình xin một ít dầu ăn. Rồi ha. Rồi các bạn cho mình xin một ít tiêu vô. Rồi, cái bài ướp này là thơm. Quá thơm luôn. Rồi ha, các bạn trộn đều lên. Ok các bạn ơi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ cái nước ướp mà mình quậy cho nó đều ha. Nó tan đều hết trơn rồi, bây giờ các bạn sẽ ướp ha. Đó, đó là ruột non với lại dồi trường. Rồi các bạn ướp cho đều ha. Rồi các bạn để dùm cho mình khoảng 30 phút nha, để cho cái gia vị nó thấm vô cái dồi trường với lại cái ruột non. Còn các bạn nếu mà có muốn mà xem cái clip mà lỗ mũi, lỗ tai, lưỡi ha, để mà làm phá lấu á, thì mình đã có một clip hướng dẫn rất là tỉ mỉ. Đó, thì các bạn tới cái clip đó mà xem. Cái clip đó rất là nhiều người ủng hộ mình cái clip đó. Đó. Rồi, ok ha. Bây giờ chưa gì hết là đã thơm phức rồi. Đó, các bạn để dùm cho mình khoảng 30 phút nha. Ok các bạn ơi, thì bây giờ hồi nãy giờ mình ướp được 30 phút rồi ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị chiên nó. Rồi ha, đây là mình bắt cái chảo lên. Đó. Rồi trong khi mà các bạn chuẩn bị chiên ha, các bạn bỏ vô một chút xíu bột, để cho khi mà các bạn chiên đó, nó không có bị dăng nha các bạn.
thơm phức luôn các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ các bạn chiên cỡ này là được rồi nha. Rồi bây giờ các bạn cho nó ra tô dùm cho mình. Thứ nào chịu nổi. Xong rồi ha. Rồi cái nước ướp hồi nãy đó các bạn đổ ngược trở vô trong cái chảo này dùm cho mình. Đó ha, cái nước ướp hồi nãy đó. Rồi, ok các bạn ơi. Khi các bạn mà chế cái nước ướp vô trong một cái chảo ngược lại ha. Rồi các bạn để cho nó sôi lên. Rồi khi mà nó sôi lên rồi các bạn cho vô dùm cho mình một ít dầu màu điều. Đó. Đó. Rồi ha. Đó, các bạn quậy đều lên. Rồi. Kế đó các bạn cho mình vô một lon nước dừa. Đó, nước dừa coco đó nha các bạn. Nêm cho nó vừa ăn dùm cho mình nha. Hồi nãy là mình mới cho thêm một ít muối. Chứ đây là bột nêm súp gà. Đó ha, nêm cho nó vừa ăn. Các bạn dành cho mình một chút xíu đường. Rồi, bây giờ nó sôi ngược trở lại rồi ha. Rồi lúc đó các bạn bỏ vô, để vô dùm cho mình là ruột non với lại giò trường. Đó. Rồi ha, rồi các bạn để lửa riu riu dùm cho mình. Thơm phức luôn các bạn ơi. Cái này là các bạn ăn với bánh mì ha, là hết bài luôn. Đó, bánh mì nóng mới ra lò ha. Rồi ha, các bạn để lửa riu riu dùm cho mình nha. Nãy giờ là được 5 phút rồi nha các bạn. Thơm phức luôn các bạn ơi. Cái này mà các bạn nhậu ha, nhậu là hết ý luôn. Uống với bia hoặc là với rượu đế là coi như là hết bài luôn. Cái vị của nó các bạn nêm dùm cho mình ngọt ngọt chút xíu nha. Mặn mặn ngọt ngọt nha. Mặn mặn ngọt ngọt là đúng rồi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ đó là cái lòng mà phá lấu của mình nó đã chín rồi ha. Các bạn phải canh cho nước nó sền sệt nha, nước nó rút xuống, nước cái gia vị nó rút vô trong cái ruột non đó, ha. Rồi lúc đó là nó mới thơm ngon, nó mới chất lượng được đó. Thì bây giờ nó sền sệt như vậy là đã được rồi. Giò trường với lại ruột non thơm phức luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa nha các bạn. Thơm coi như là thơm banh nóc nhà luôn nha các bạn. Thì bây giờ cái món ruột non với lại dồi trường phá lấu của mình nó đã xong rồi ha. Thì cái món này mình làm tới đâu mình chia sẻ rất là tỉ mỉ với các bạn hết rồi ha. Đó, thì cái món này cũng rất là dễ thôi. Thì cái nước ướp của nó đó là chỉ có cũng đơn giản, không có gì là khó ha. Thì các bạn cứ pha giống y như vậy. Thì các bạn ướp dùm cho mình khoảng 30 phút. Đó, thì chế nước dừa chiên nó, chiên xong rồi chế nước dừa vô.
ha, các bạn để lửa riu riu đó. Thì như vậy thì đã được rồi, thì các bạn cứ y như vậy mà làm ha. Thì cái món này á, thì các bạn nhậu cũng được ha, ăn với bánh mì thì cũng được, nhậu uống bia gì cũng được hết ha. Cái món này rất là dễ ăn, nó thơm phức luôn nha các bạn. Cái này là thơm banh nóc nhà luôn á, bay mịt mù trong nhà luôn nha. Thì tất cả các gia vị ướp đó thì mình đã thưa với các bạn hết rồi ha, các bạn cứ y như vậy mà làm. Ruột non, dồi trường, phá lấu rồi ha. Ok, mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Mình xin kính chúc các bạn được dồi dào sức khỏe ha, vạn sự như ý ha, các bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha. Đó, thì các bạn làm cái món này cho gia đình ăn ha, cái món này cũng rất là dễ ăn. Đó. Rồi ok, xin phép chào tạm biệt các bạn, bye bye các bạn.